Có một thông tin thường cảm thấy cũng rất là thú vị để Thuận chia sẻ với các bạn Đây là thông tin đến từ Joe Burnett ở trên Twitter Không biết là người này dùng cách nào để mà tính Và cũng không biết cái độ chính xác của cách tính này như thế nào Nhưng mà nếu như là thật đó Thì đây là một cái thông tin đối với Thuận sẽ khiến cho nhiều bạn an tâm hơn Tại vì theo Joe Burnett đó, Thì nếu như mà chúng ta thấy cái tốc độ tính toán trong lưới BTC hiện bây giờ Nếu như mà có một ai đó tấn công mạng lưới BTC 51% thành công đó Mà muốn hoán đổi hết tất cả lịch sử của BTC thì người đó phải tốn tới 700 ngày lần các bạn có nghĩa là gần như là hai năm mới có thể thành công để mà thay đổi lịch sử của BTC thì nhiều bạn thường hay nói tới là tấn công 51% Thật ra tấn công 51% nó không có nghĩa là các bạn có thể là lấy được tiền người khác hay là hát người khác Tấn công 51% nó chỉ có nghĩa là các bạn có cái số lượng tốc độ tính toán đầy đủ à, Để có thể trở thành cái chuỗi dài nhất và mạnh nhất à, Thuận đã chia sẻ sẽ... Cái khái niệm tấn công 51% Một cái video cách đây cũng rất lâu rồi Nhưng mà nào có thú có thể lên trên Google Tìm kiếm thuần capital sự thật Về tấn công trăm cho bạn sẽ hiểu rõ hơn Cho dù người đó có thể làm được điều đó, đó Người đó chỉ có thể là chi tiêu gấp đôi mà thôi Và người đó cần phải thay đổi lịch sử của cái số block đó và nếu như mà muốn thay đổi toàn bộ lịch sử BTC đó thì tốn gần như hai năm có nghĩa là người này không những là phải thành công tấn công 51% mà phải duy trì cái chuỗi dài nhất đó một mình có thể duy trì được trong khi mà cuộc tấn công xảy ra rồi sẽ khiến cho cộng đồng của BTC có thể là đoàn kết lại với nhau để mà chống lại cuộc tấn công này và để duy trì một ngày tốn biết nhiều tiền các bạn các bạn cứ nhân lên đi để duy trì 700 ngày thì cái số tiền phải có là cực kỳ kinh khủng luôn và đó là một chuyện mà thôi các bạn chỉ dù có tiền đi nữa thì các bạn lấy đâu ra nhiều cái tốc độ đào như vậy đó là lý do tại sao mạng lưới BTC ở trong thị trường crypto này là mạng lưới an toàn nhất tại vì cho dù các bạn có tiền đi nữa thì các bạn cũng không thể nào mà có được cái tốc độ tính toán mạnh như vậy ở đâu các bạn có thể có được nhiều cái máy đào như vậy và để có một cái sự tấn công thành công đó thì các bạn cần phải đào âm thầm một thời gian dài trước đó cho nên đây là một điều rất là khó các bạn Làm sao các bạn có thể im lặng Có một tốc độ đào kinh khủng như vậy Mà không ai biết được trong một thời gian dài Cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn Là liên quan tới FTX Và chúng ta đã có một thông tin liên quan đến là Sarsing. Thì đây là Sassin các bạn Lần đầu tiên Thuận nhìn thấy hình của người này Thuận thường trước đây nghe thì cũng nghĩ là trẻ hơn thuần nhưng mà không ngờ là rất trẻ như vậy. Nisa Singh đây các bạn đã nhớ đây là một cái tên mà cũng rất quen thuộc ở trong cái cuộc tình Tây Ba thường đã từng chia sẻ với các bạn trước đây liên quan tới FTX à, họ ở chung một căn nhà như thế nào và Nisa Singh là cựu giám đốc kỹ thuật của FTX người mà đã từng được kêu tên trước đây nói đây là người mà đã làm ra một cái cửa sau một cái backdoor để có thể đem tiền từ FTX đem qua bên là Mi đã được và người này đó hôm nay đã nhận tội hình sự và tội này đó là bao gồm âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và âm mưu vi phạm luật quyên góp tài chính cho các chiến dịch bầu cử và cái phần cuối cùng này đó các bạn có thể nghĩ là lừa đảo là tội lớn nhất thật ra vi phạm luật quyên góp tài chính cho các chiến dịch bầu cử là cái luật rất là nặng các bạn cho nên đây là một trong những cái luật mà có thể khiến người này gặp rất nhiều rắc rối người này sẽ đi tù bao nhiêu lâu thì đừng không có biết các bạn tại vì chúng ta chỉ biết người này đã chấp nhận những cái tội này rồi nhưng mà khi mà người này ra chấp nhận thì đương nhiên đã phải bàn bạc trước về luật sư thì không biết người này có được giả mán hay là không hay là sẽ trở thành người chỉ điểm À, để có thể cung cấp thông tin. Nhưng mà cám chúng ta biết đó là Nisa cũng đã đang thỏa thuận với lại SCC và CTC và cung cấp các thông tin cần thiết. Các bạn đã nhớ là đây không phải là người đầu tiên mà cuối cùng đã nhận tội và chấp nhận hợp tác với lại chính phủ Hoa Kỳ. Hồi tháng 12 năm ngoái đó thì người đồng sáng lập FTX là Kay Wang và cựu CEO của Alameda Research là Kelly Allison thì hai người này đều đã nhận tội đối với các cáo buộc trước đây và lúc đó đó thì các bạn đã nhớ là Gary Wang đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây ngân hàng âm mưu thực hiện hành vi gian lận tài chính còn Ellison thì đã nhận tội lừa đảo qua đường dây ngân hàng âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo tài chính và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền đây là những cái tội mà rất là nặng các bạn Và cái bạn đã được rồi Gary chỉ có 29 tuổi mà thôi Kelly chỉ 28 tuổi và Nisha Singh chỉ 27 tuổi mà thôi các bạn. Hiện bây giờ đây chúng ta chỉ còn một mình Sam and the Free là ở ngoài chờ đợi được xét xử mà thôi. Hôm nay chúng ta cũng có một cái thông tin cũng đáng tiếc các bạn có thể là những gì mà Gary Gansel làm gần đây đã cũng đã làm cho Visa và Mastercard hoảng sợ tại vì Visa và Mastercard đó họ nói là họ sẽ ngưng có thêm những cái đối tác trong thị trường crypto này một số những cái chiến lược liên quan tới thiền crypto đó họ có thể là tạm ngưng Các bạn đã nhớ là gần đây đó thì Mastercard và Visa thì đều nhắm tới USDC Họ nói là họ muốn USDC trở thành một phần của mạng lưới của họ dùng để mà thanh toán Và họ tin stablecoin là một phần rất quan trọng của tài chính trong tương lai Cũng như là các bạn đã thấy là họ cũng đã có những cái sự hợp tác với lại sàn Binance à, Để có thể cung cấp cái thẻ Visa Mastercard à, mà kết nối với sàn Binance sẽ cho người ta dùng để mà thanh toán trực tiếp sử dụng crypto Thì hôm nay chúng ta có thông tin đến từ nội bộ của Visa và Mastercard Nói là bây giờ họ sẽ không có tiếp tục có thêm những đối tác mới trong thị trường crypto này Và họ có thể là tạm ngưng một số những cái chiến lược crypto trước đây Đến khi nào? Đến khi mà họ có cái nhìn rõ ràng hơn về pháp lý thì đương nhiên đây có thể là cái vấn đề liên quan đến những gì xảy ra với lại Paxos và những cái sự tấn công đến từ chủ tịch Gary Gensler liên quan đến crypto gần đây có thể điều này làm cho họ hơi lo lắng một chút và họ không có muốn tiếp tục tiến tới ngay bây giờ đương nhiên họ cũng nói là cho dù là năm ngoái là một năm mà đầy khó khăn và thử thách thì họ vẫn có lòng tin là Public blockchain các bạn có nghĩa là những cái blockchain mở những blockchain như là btc ethereum là một trong những thứ mà có tiềm năng trở thành một phần quan trọng của ngành thanh toán sau này thì lòng tin của họ vẫn còn ở đó chỉ là bây giờ họ nói họ tạm như một số chiến dịch mà thôi những chiến dịch đó là gì họ không có nói rõ đây là thông tin mới nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều nữa cũng rất là thú vị thì ngày hôm nay các bạn thường có chia sẻ cái phần này ở trên những mạng xã hội thì trong thời gian qua cái này không phải là đến cùng một lúc à, các bạn được là thuận thì nhận được một cái tin nhắn trên LinkedIn đến từ Coinbase ngày hôm nay à, thì đây là những cái tin nhắn đến từ Coinbase, Kraken và GameStop thì cả ba công ty này đã đều nhắn tin cho thuận để hỏi cái thuận muốn. À, đổi công việc hay không để mà đi phỏng vấn với công ty của họ và các bạn có thể nhìn thấy được là một điểm chung ở đây đó là cả ba công ty này họ đều đang đi tìm kiếm một cái compliance officer thì nhiều bạn có thể biết là thuận là một người làm ở trong ngành risk management compliance officer thì à, là một người mà quản lý rủi ro tài chính và nhất là quản lý rủi ro tài chính liên quan tới pháp lý thì các bạn có thể được là cả ba công ty này đều đang tìm kiếm những người mà chuyên gia quản lý rủi ro pháp lý cho họ và Coinbase là cái tin nhắn thường nhận được ngày hôm nay con Kraken uh, và gamestop thường nhận được trước đó rồi nhưng mà hôm nay uh, thường nhận được từ combi trên nên thường mới gặp lại cả ba để mà chia sẻ với các bạn và đương nhiên đây là những động thái liên quan đến những gì đang xảy ra hiện bây giờ tại vì các bạn nên biết là cả ba công ty này gamestop Kraken và combi cả ba công ty này đều đã sa thải nhiều nhân viên các bạn cũng giống như những sàn khác họ đã xa thải nhân viên à, để có thể là qua được cái thời kỳ ảm đạm này nhưng mà cho dù họ sa thải nhân viên nhưng mà họ vẫn muốn à, tiếp tục kiếm thêm người để mà làm việc cho bộ phận quản lý rủi ro của họ và những người nào mà không rành thì compliance officer hoàn toàn không có rẻ đâu đây là một trong những cái chức vụ lương rất là cao và như bạn có đã biết là thường là hội viên của hiệp hội ngân hàng tại hoa kỳ và thường là có chứng chỉ cicm thì đương nhiên họ cũng biết kiếm tới thuận thì phải trả một cái giá như thế nào. Cho nên đương nhiên họ vẫn chấp nhận bỏ số tiền ra tại vì họ cảm thấy rất là quan trọng trong cái tình trạng mà pháp lý không rõ ràng hiện bây giờ ở Hoa Kỳ. Cho nên việc mà Visa Mastercard muốn tạm như một số chiến lược crypto đó thì cũng có thể là họ cần phải um, mướn thêm nhiều người để mà quản lý rủi ro cho họ liên quan đến thị trường này. Về Coinbase đó, thì ngày hôm nay Coinbase cũng chia sẻ một cái chiến lược nó gọi là crypto 435. Thì đây là một cái chiến lược uh, liên quan tới

thì cái cách hoạt động đó là một người nào đó có hứng thú à, muốn trở thành một cái tiếng nói liên quan tới pháp lý crypto sẽ ra sao thì có thể là sign up như là các bạn đăng ký với trang web của Coinbase và họ sẽ cung cấp với các bạn những thông tin cần thiết trong vấn đất pháp lý để các bạn có thể biết được những thông tin mới nhất và họ cũng sẽ cung cấp với các bạn những người nào mà đại diện cho người dân ở cái khu đó để các bạn có thể liên hệ và các bạn có thể lên tiếng nói về sự nghiệp của mình liên quan tới crypto phải được quản lý ra sao thì cái chiến lược này đã chủ yếu là dùng sức mạnh của toàn thể cộng đồng crypto lay động những người đại diện cho dân các bạn những người mà cần sự bỏ phiếu của người dân thì giống như thần chia sẻ ngày hôm qua những người làm chính trị đó thì có thể là phần lớn họ không quan tâm đến bất cứ một vấn đề nào nhưng mà họ quan tâm đến những vấn đề ảnh hưởng đến những người mà sẽ bỏ phiếu cho họ cho nên nếu như mà mọi người đưa ra một cái tiếng nói chung là cần phải có một cái luật rõ ràng và một cái luật có thể giúp đỡ crypto phát triển được Hoa Kỳ thì có thể là những người đó họ sẽ lắng nghe. Đây là cái chiến lược uh, quy động cộng đồng của Coinbase hiểu đơn giản là như vậy. Kết quả là sao thì Thuận cũng không biết và đương nhiên bà Thân Thuận thì cũng đã đăng ký rồi. Có như một số bạn thắc mắc là Thuận có ý định phỏng vấn với công ty nào trong ba công ty này thì câu trả lời là chắc là không có công ty nào nữa các bạn. Đây là một điều mà Thuận luôn phân vân uh, trong vòng bao nhiêu năm qua. Tại vì thuận là một người mà rất yêu thích thị trường crypto này và thuận nghĩ là bản thân mình chúng có thể đóng góp nhiều cho những công ty trong thị trường crypto này nhưng mà cái vấn đề đó là các bạn cũng biết là thuận cũng rất là thích cái channel youtube này và cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian để mà gây dựng cho đến ngày hôm nay cùng với cái sự yêu thích của nhiều bạn nếu như mà một ngày nào đó đó thuận làm việc cho một công ty crypto thì khả năng là nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều gì đến kênh tại vì khi mà người thuận làm việc cho giả sử như là con thì thì sẽ không thể nào mà thoải mái chia sẻ thông tin liên quan tới con được tại vì thuận có thể có thông tin nội bộ hay là đương nhiên thuận không muốn nói bất cứ cái gì à làm ảnh hưởng đến công ty mà mình đang làm cho nên nó cũng sẽ có một cái gọi là mâu thuẫn lợi ích đó các bạn cho nên đối với thuận làm việc cho một công ty crypto cũng không phải là cái sự lựa chọn tốt đâu. đương nhiên đó là suy nghĩ hiện tại của thuận. Nếu như mà thuận có cái suy nghĩ khác thuận sẽ cập nhật với các bạn. Và đây cũng là một cái thống kê liên quan tới pháp lý. Các bạn có biết là năm rồi đó là một năm mà tức là ảm đạm như là thuận vừa chia sẻ với các bạn liên quan đến crypto. Nhưng mà các bạn có biết là cái số tiền mà những công ty crypto bỏ ra à, để mà huy động những người ở Washington DC, đây như gọi là lobbyists. Đây là những người mà giống như là họ là những cái văn phòng luật sư những cái văn phòng mà có thể móc nối quan hệ với là những người lập pháp được à, đương nhiên những công ty crypto đã tìm đến những văn phòng này để những người này có thể tiếp cận với những người mà có sức ảnh hưởng liên quan đến uh, luật của crypto để có thể là thuyết phục những người đó đẩy luật uh, một cách nào đó tốt hơn cho thị trường này thì đương nhiên những cái công ty này rất là mắc tiền các bạn và các bạn có biết là trong thì crypto này đó năm ngoái họ đã chi tiêu hơn 120% so với năm trước đó mặc dù năm ngoái là một năm mà rất là ảm đạm. Các bạn có biết là năm 2021 đó những công ty crypto họ chi tiêu tổng cộng là 11.5 triệu đô la cho những công ty này. À, năm ngoái họ chi tiêu tới 25.57 triệu lần và con số này cực kỳ kinh khủng khi chúng ta so sánh với năm 2017. À, cách đây chỉ có 6 năm thôi cái số lượng họ chi tiêu chỉ có 2.5 triệu khi mà thị trường này ngày càng trưởng thành những công ty có nhiều tiền hơn thì họ có thể có cái số lượng tiền cần thiết để gây cái sức ảnh hưởng liên quan đến pháp lý và trong cái số lượng công ty mà chi tiêu nhiều nhất đó, các bạn có biết là công ty gì hay không đó chính là công ty Coinbase công ty Coinbase đã trả 3.3 triệu năm 2022 à, cho tổng cộng là 32 lobbyists À, và trong cái top 3 đó thì chúng ta có thứ nhì là Blockchain Association là đã trả 1.9 triệu năm ngoái cho 18 lobbyists Và Robinhood à, trả tổng cộng là 1.84 triệu cho 20 lobbyists Và Binance US á, thì đứng hạng thứ 9 các bạn không phải là công ty mà chi tiêu nhiều nhất Nhưng mà họ chi tiêu tổng cộng là 960.000 đô Nhưng mà So với lại Coinbase thì Coinbase thường họ chi tiêu cũng à, cỡ đó các bạn từ 1 cho đến 2 triệu mỗi một năm Năm ngoái thì nhiều tới 3.3 triệu Nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng đó thì Binance US năm 2021 họ chi ra 160.000 mà năm ngoái họ chi tiêu gần như một triệu thì nói chung là Binance US là một công ty mà họ đang tăng tốc để mà chi tiêu tiền mới như lobbyists này chúng ta sẽ biết sớm mà thôi khi mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn rồi chúng ta cũng có một cái thông tin lạc quan liên quan tới Ethereum đó chính là Ethereum đã thành công thử nghiệm testnet các bạn đây là một cái testnet có tên là Sapella Sapella là một cái chữ ghép lại của Shanghai Ngay đây cập nhật kế tiếp của Ethereum trong tháng này và Capella là Thì đây là một cái mạng lưới thử nghiệm mà thôi Thì nói chung đó thì Ethereum đã thành công thử nghiệm nâng cấp lên phiên bản cập nhật Shen 2 ở trong mạng lưới thử nghiệm nhưng mà đây không phải là cái mạng lưới thử nghiệm cuối cùng các bạn mạng lưới thử nghiệm kế tiếp đó chính là early hay là thông thích tập là Go Early các bạn tại <laughs> vì Go Early đi sớm à, đây là một cái testnet thì tóm lại là Ethereum vẫn đang tiến triển tốt và chúng ta vẫn chưa nghe nói tới là sẽ bị trì hoãn và có khả năng là chúng ta sẽ thấy cái cập nhật Shanghai xảy ra trong tháng này tháng 3 và nếu như thật sự như vậy đó đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Ethereum mà không biết là không bị trì hoãn các bạn tại vì mỗi lần mà Ethereum đưa ra bất cứ một cái ngày nào thì thường phải cộng thêm 3 tháng các bạn giống như là họ đến tháng 3 sẽ xong thì cộng thêm 3 tháng tháng 6 là vừa rồi tại vì họ cứ trì hoãn liên tục hy vọng là chúng ta sẽ có cập nhật này đúng hạn và đây là cập nhật mà sẽ cho nhiều người có thể rút tiền ra khỏi staking được bây giờ các bạn stake sẽ không rút ra được shanghai update sẽ cho các bạn có khả năng đó và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ yoga labs yoga labs là cái công ty mà đứng sau lưng nhiều cái dự án nft rất lớn giống như chúng ta nói tới là boef chúng ta nói tới crypto punk thì hôm nay chúng ta có thông tin là họ sẽ đưa ra một cái bộ sưu tầm mới có tên là 12 thì đây là một cái bộ sưu tầm mà không phải trên mạng lưới của Ethereum hay là Solana hay bất cứ mạng lưới nào khác mà là trên mạng lưới của BTC và chúng ta cũng đã biết là gần đây đã chúng ta có NFT ở trên Bitcoin uh, thông qua Oinos Và các bạn đã biết là điều này đã có thể xảy ra bây giờ tại vì chúng ta đã có tham nhật Taproot Cho nên bây giờ mỗi một cái Satoshi thì uh, các bạn có thể là gắn hình ảnh hay là âm thanh hay là video Và đó trở thành một cái NFT Nó khác với lại NFT thông thường một chút tại vì đây là những cái hình ảnh mà gắn trực tiếp lên trên một Satoshi thì Yoga Labs sẽ ra mắt một bộ sưu tầm riêng cho mạng lưỡi của BTC và bộ sưu tầm này bây giờ thì vẫn chưa có chính thức các bạn nhưng mà tôi nghĩ là giá cả nó sẽ rất là kinh khủng tại vì bộ sưu tầm này chỉ có 300 miếng mà thôi. 300 miếng sẽ được mint và sau đó giá như thế nào thì thị trường sẽ quyết định nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có nhiều sự hứng thú. Bản thân thuận thì không có nhiều sự hứng thú liên quan tới NFT tại vì thuận thực sự cũng không không phải là một người mà biết thưởng thức đâu các bạn và con mắt thẩm mỹ của thần cũng không là tốt lắm à, cho nên à, có thể các bạn để ý là trên channel này đó thường chỉ có mấy cái áo bận từ bằng lui hoài tại vì <laughs> thần cũng chỉ có mấy cái áo đó thôi các bạn một điều nữa thường cảm thấy à, cũng rất là thú vị liên quan tới oinos à, đó chính là nếu như mà mỗi một cái video hình ảnh á, gắn trực tiếp với lại một sạch thu xịn nghĩa là đơn vị nhỏ nhất của btc thì à, các bạn cần phải cực kỳ cẩn thận tại vì nó còn dễ gửi nhầm hơn là nft thông thường nữa tại vì các bạn có thể sử dụng một satoshi nó nằm ở trong cái số lượng bdc các bạn cần gửi đâu đó mà các bạn quên tách rời ra đó thì các bạn lỡ gửi cái satoshi đó thì coi như là cũng mất luôn nft của mình các bạn gửi nft của mình cho người khác luôn đó chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ ngân hàng cho mương của nước anh À, điều thú vị đó là ngày hôm nay chúng ta có cái uh, thông tin được chia sẻ bởi phó thống đốc của ngân hàng trung mương của nước anh và nói là hiện bây giờ đó, trên căn bản ngân hàng trung mương của nước anh vẫn chưa có uh, khả năng về công nghệ để có thể có một cái cbdc và bây giờ đó có hay không cũng không có chắc chắn tại vì bây giờ họ là chỉ hơn 50% mươi phần trăm nghĩa là nên có mà thôi có nghĩa là ngân hàng trung mương nước anh vẫn chưa hoàn toàn có ý định là sẽ có một cái tiền cơ số quốc gia cbdc họ chỉ mới thử nghiệm ở trong một cái môi trường thử nghiệm mà thôi thì bước kế tiếp đó là họ sẽ thử nghiệm với một số những cái doanh nghiệp nhỏ xem hoạt động như thế nào và điều quan trọng đó là họ không có muốn có một CBDC nếu như mà có khả năng là người anh sẽ cảm thấy là khó hiểu tại sao lại có hai loại tiền tệ tiền đang sử dụng hiện bây giờ khi nó tiền mặt đó mà đang nằm trong ngân hàng rồi chúng ta có tiền kỹ được số thì điều này sẽ làm cho một cái sự hỗn loạn xảy ra họ không muốn có điều đó tại vì các bạn đã thấy là cái sự khác biệt giữa tiền kỹ thuật số quốc gia hay là tiền điện tử quốc gia với là tiền trong ngân hàng các bạn là hoàn toàn khác nhau tiền trong ngân hàng các bạn không phải là tiền điện tử đó là một cái giấy nợ các bạn đem tiền mặt các bạn gỡ vào cho ngân hàng rồi các bạn về nhà các bạn lên máy y tính các bạn thấy có số dư của các bạn đó chính là một cái nợ tại vì các bạn phải đến ngân hàng họ phải trả tiền đó cho các bạn khác với là tiền điện tử quốc gia hay là cbdc đây là tiền được cấp trực tiếp bởi ngân hàng trung ương cho nên ngân hàng nước anh sợ là sẽ có một cái sự lẫn lộn xảy ra và thêm vào đó là họ không muốn người dân có cái sự lẫn lộn là tiền này trở thành một cái dịch vụ gì đó tiền ngân hàng chung nước anh vẫn muốn là tiền mà thôi cho dù nó là tiền điện tử hay là tiền mặt và không muốn cho người dân có một sự lẫn lộn là tiền điện tử này là một cái gì đó khác biệt và họ đi dùng đó để dùng là một cái công cụ để mà lưu trữ tài sản cho nên bây giờ họ vẫn chưa có thật sự có một cái quyết định rõ ràng là sẽ vận hành như thế nào nhưng mà bước kế tiếp đó thì họ vẫn sẽ tiếp tục thử nghiệm với một số những doanh nghiệp nhỏ xem coi là ra sao chúng ta cũng có một số những cập nhật khác như là công ty General Motors sẽ là một công ty mà sản xuất xe đó xe GM nhiều bạn biết thì công ty này họ đã quyết định là sa thải 500 nhân viên và chúng ta cũng có cái công báo quý 4 đến từ Rivian Rivian là công ty mà họ sản xuất những cái xe truck chạy bằng điện Thì công ty Rivian này họ vẫn bị lỗ quý 4 các bạn Họ đã đưa ra thông báo nhưng mà không có lỗ như là nhiều người ước tính Họ lỗ tính theo cổ phần đó là 173 đô la so với ước tính là lỗ tới 194 đô cho mỗi cổ phần Và thu nhập của họ là 663 triệu thì ít hơn là ước tính là 742 triệu và nếu như tính theo đô la đó thì họ nói là họ đã lỗ tổng cộng là 1.7 tỷ đô la trong quý 4 Thì khi các bạn nghe những công ty xe điện lỗ thì cũng rất là thường mà thôi các bạn Tại vì đây là những công ty mà phần lớn đó họ vẫn chưa có thể sản xuất nhiều được Và họ vẫn chưa có thể thật sự là có lời Công ty Tesla cũng trải một thời gian dài không có lời Sau đó họ mới có lời sau này Và chúng ta cũng thấy là Amazon cũng như vậy Một thời gian dài là Amazon đã dẫn hành lỗ rồi sau này họ chiếm được thị phần rồi họ mới có lời thì công ty Riven này đó họ nói là ước tính trong năm nay họ sẽ có thể sản xuất được khoảng chừng 50.000 chiếc xe thì uh, cái số lượng này đã thấp hơn là người ta mong đợi là 60.000 chiếc và lý do đó là tại vì uh, họ nói là cái việc cung cấp những cái phụ tùng cần thiết đó, đã không có như ý muốn, có nghĩa là họ vẫn gặp trở ngại liên quan tới cái chuỗi cung ứng à, của những cái phụ tùng họ cần thiết. Thì khi mà chúng ta nghe thông tin này đó, các bạn thấy được là cổ phiếu của Rivian đã xuống 10%, uh, à, 10.10% cho bạn sau khi mà đóng cửa ngày hôm nay thì đương nhiên đây là một điều mà làm cho nhiều nhà đầu tư thất vọng không phải là vì uh, việc là công ty này thua lỗ tôi nghĩ là ai cũng hiểu rồi công ty này thua lỗ rồi chỉ là cái số lượng sản xuất xe đó nó không có tăng nhanh như nhiều người nghĩ như bạn có đã biết là thuận không những là chạy tesla mà thuận cũng là người mà đầu tư cổ phiếu tesla thì khi mà thuận nhìn vào quá sự cạnh tranh của những cái xe điện bây giờ đó Thì rất nhiều người nói là xe điện đang cạnh tranh rất là dữ dội Thực ra đối thường xe điện bây giờ Cũng không phải là cạnh tranh dữ dội đâu Đối thủ của Tesla hiện bây giờ đó Không phải thực sự những cái hãng xe điện khác Tại vì các bạn sẽ thấy được là những hãng xe điện khác Thì họ vẫn bán được xe Nhưng mà cái vấn đề là họ không sản xuất được nhiều xe Chúng ta có thể nhìn thấy được là nếu chúng ta à, Nói tới Rivian đó, Thì họ đã bắt đầu từ năm 2009 Thì đây là công ty mà bắt đầu trẻ nhất Thì các bạn được là tính tới bây giờ ở đây là cái công ty mà họ hoạt động một thời gian nhưng mà vẫn đang bị lỗ hiện tại so với là chúng ta nhìn vào công ty Lucid cũng là một công ty mà xe điện khác đó thì đã ra đời vào năm 2007 so với lại Tesla thì ra đời sớm nhất là năm 2003 tháng 7 thời điểm đó ở San Carlos California thì nếu chúng ta tính cái tuổi đời đó thì Tesla đã đời lâu năm hơn thì có thể nhiều bạn cũng sẽ hiểu được tại sao Tesla có một số lợi thế. Nhưng mà hơn thế nữa, chúng ta thấy được là cái số lượng mà xe Tesla đó đã có thể gửi đến cho khách hàng. Chúng ta chỉ tính năm 2022 thôi đó đã là 1.31 triệu rồi. Trong khi mà chúng ta thấy được là công ty Rivian họ hy vọng là có thể gửi được 50.000 chiếc xe trong năm nay mà trong khi năm ngoái Tesla đã gửi lên con số là 1.3 triệu rồi các bạn thấy được cái cái số lượng nó khác rất là nhiều và chúng ta có thể nhìn thấy được là nếu chúng ta so sánh với Lucid đó, cái số lượng còn ít hơn nữa cả năm 2022 đó Lucid chỉ có thể gửi được 7.180 chiếc xe mà thôi cái mình thường so sánh ở đây không phải là chiếc xe nào tốt hơn cái chiếc xe nào thôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn là nếu chúng ta so sánh với lại sản xuất đó, thì Tesla đang đi rất là xa so với những cái loại xe điện khác hiện bây giờ và nếu chúng ta tính tới một ưu thế khác mà Tesla có đó chính là cái số lượng nơi mà các bạn có thể chạc xe điện được Tại vì một trong những cái mối lo lắng đó là khi mà các bạn lái xe điện thì lợi như hết điện giữa đường thì sao Thì Tesla hiện bây giờ có ở nước Mỹ đó là 1498 chạy để mà chạc xe điện các bạn và mỗi một trại chạc xe điện nó có rất là nhiều nơi để mà chạc và có thể nói là nếu như các bạn sống ở những tiểu bang như Cali thì các bạn cũng không cần phải lo lắng gì một trong những cái tuyến đường mà rất phổ biến là các bạn đi từ Nam Cali tới Bắc Cali hay là các bạn đi từ Cali qua bên Las Vegas à, ở tiểu bang Nevada thì các bạn đều có thể chạc được một cách dễ dàng và đây là một lợi thế rất là mạnh khi chúng ta so sánh với những công ty khác như là Lucid các bạn thấy được là Lucid thì họ tuy là đã ký hợp đồng với công ty Electrify America's Network có nghĩa là những cái xe Lucid có thể chặt điện ở những cái nơi này không phải là đây là nơi riêng cho xe sực, không giống như là Tesla nhưng mà các bạn thấy được là cho dù vậy đó công ty này cũng chỉ có 700 nơi để mà chạc mà thôi chỉ khoảng chừng phân nửa cái số lượng của Tesla và nếu chúng ta tính tới công ty Rivian mới đây thì các bạn thấy được là Rivian thì họ kỳ vọng là có 600 nơi để mà chạc điện của họ nhưng mà tính tới thời điểm bây giờ đó thì họ chỉ có khoảng chừng là 6 nơi mà thôi có thể nói được là cái sự khác biệt rất là lớn à, và đây là một cái ưu thế mà tesla có khi mà là người đi trước các bạn Tại vì uh, Tesla là một uh, công ty đi trước Thì họ đã có thời gian uh, để có thể Đã có được cái cách sản xuất xe Và có nhiều nhà máy sản xuất xe hơn Để có thể cung cấp được nhiều xe Và họ có rất nhiều nơi để mà chạc xe Cũng như là họ đã có nhiều kinh nghiệm uh, Để mà làm xe điện rồi Và họ cũng uh, đã có nhiều cái công nghệ Cải tiến trong nhiều nhiều năm qua Thuận chỉ nói là những công ty kia họ phải cần thêm thời gian Cho nên có một số người nói là Tesla đang bị cạnh tranh mạnh Thì thật ra Tesla không có bị cạnh tranh mạnh Trong thị trường xe điện đâu các bạn hiểu bây giờ thì tesla vẫn là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người thường không nghĩ là nhiều người khi mà họ lựa chọn mua xe điện đó họ so sánh xe tesla với nhiều xe điện khác mà tôi nghĩ là phần lớn đó người ta so sánh tesla với những cái xe truyền thống hiện bây giờ thường có thể chia sẻ với các bạn là thuận bỏ ra một số tiền rất là lớn để mà mua cái chiếc Tesla S Plus như bạn cũng đã biết thì chiếc đó lúc mà thường mua đó là khoảng 150 trăm năm bây giờ thường nghĩ nó đã giảm hình như là năm ngàn là một trăm bốn gì đó thì cũng là một chiếc xe rất là mắc các bạn nhưng mà nếu tính ra chiếc xe đó đó thì công nghệ thì không bàn tới rồi công nghệ Tesla thì rất là tốt và cái cảm giác chạy xe thì cũng rất là tốt cái mà không bằng những chiếc xe khác cùng giá đó là những cái, chiếc xe xăng các bạn tại vì những chiếc xe xăng đó thì đối với lại cùng giá đó các bạn có thể có được một chiếc xe Mercedes là support rất là đẹp và bên trong nó thì rất là sang trọng Tesla thì bên trong không có sang trọng bằng và cái chất lượng khi mà cái xe được hoàn thành thì cũng không có bằng các bạn. Thì nói chung đó, các bạn bỏ một số tiền ra để mà mua Tesla đó là các bạn mua công nghệ và mua sự tiện lợi của Tesla. Chứ còn nếu như mà nói tới so sánh cùng số tiền đó thì chất lượng xe xăng có thể là tốt hơn. Cho nên tôi nghĩ là thì bây giờ đó đối thủ lớn của Tesla thật sự cũng không phải là bất cứ một cái hãng xe điện nào. Mà đó chính là cái sự lựa chọn giữa bỏ một số tiền mua Tesla không hề nhỏ so với những gì các bạn có thể có được khi mà mua xe xăng và cái mà người mua xe phải ra quyết định là họ lựa chọn có xe điện vì một số tiền lợi của xe điện các bạn không cần phải đổ xăng các bạn không cần phải thay nhất các bạn không cần quan tâm đến một số những cái vấn đề khác tại vì không có cái máy xe chỉ có bình điện mà thôi nhưng mà có pin dưới xe thì nó đơn giản hơn và các bạn thích Tesla vì cái sự đơn giản của nó và về cái tốc độ xe của Tesla thì đó là cái sự lựa chọn của mỗi một người nhưng mà đối với lại xe điện đó, thì bây giờ thuận chị vẫn đầu tư một công ty duy nhất là tesla các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận capital thì như bạn có đã biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận capital short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, CoinEx, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch đó, thì không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Chỉ nên dùng sàn giao dịch để mà giao dịch mà thôi. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.